Bây giờ thì chúng ta cùng mở đầu chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Thanh Hóa. Em muốn hỏi về sức khỏe của em như thế nào? Vâng, bạn nói cụ thể đi. Bộ phận sinh dục của em. Vâng. Cái dương vật của em nó bé, nó chỉ lúc nó cương chỉ dài tầm 8 phân và nó bé chỉ bằng ngón tay cái đấy. À thế à? Và em muốn hỏi là như vậy thì có thể tạo cảm giác khoái cảm cho người phụ nữ được không ạ? Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi? Năm nay 26 tuổi. 26 tuổi. Và từ hồi dậy thì đến nay thì nó vẫn cứ như thế thôi à? Nó không lớn lên tí nào nữa à? Vâng ạ. À, thế bạn, tại sao bạn nghĩ đấy là bé? À thì em... Cũng so sánh với cả những người khác. Vâng, vâng. Tức là bạn bè thì bọn nó... Nói chung là nó hơn của em. À thế à. Và cái điều này khiến bạn lo lắng. Bạn đã có người yêu chưa? Bây giờ em có rồi nhưng mà chưa quan hệ bao giờ anh. À chưa quan hệ. Và chưa quan hệ với bất kỳ một cô gái nào bao giờ đúng không? Chị Vũ Minh Phượng sẽ xem cái chuyện mà vừa bé lại vừa ngắn như thế thì có ảnh hưởng gì không nhé. Chị chào em. Thế là em cũng xác định được rằng là dương vật của mình là bé đúng không? Kể cả lúc cương cứng thì nó cũng chỉ dài 8 cm. Và cái quan tâm của em là như vậy thì có gây được khoái cảm cho bạn nữ không hả? Ừ, và bây giờ thì mong muốn là trong quan hệ tình dục thì nó cũng có một cái tiếp xúc về thể xác như nào đấy để thể hiện cái tình yêu của mình. Cái cách tiếp xúc đấy phải làm cho bạn gái thoải mái đúng không? Thỏa mãn đúng không? Ừ. Thực tế thì khi mà nói đến quan hệ tình dục thì nó gồm nhiều hành vi lắm em ạ. Ôm, hôn, vuốt ve, vân vân. Rồi là ngay kể cả những cái cách mà em vuốt ve rồi em ôm hôn như nào, âu yếm bạn gái như thế nào cũng đã làm cho bạn gái thỏa mãn rồi. Chứ không phải quan hệ tình dục là chỉ có bằng cái cách quan hệ tình dục xâm nhập, tức là dương vật của em phải đưa được vào âm đạo của bạn nữ thì mới là quan hệ tình dục. Và cũng không phải ở người nữ chỉ có cách đấy thì mới thỏa mãn. Đôi khi có những người nữ bằng cái cách đấy thì người ta lại rất sợ và nó lại gây ức chế cơ, mà người ta lại thích ôm hôn sờ soạng vuốt ve nhiều hơn cơ. Đấy. Vậy thì em biết được rằng là em có một cái nó không thuận lợi là nếu mình quan hệ tình dục với bạn gái bằng cái hành vi giao hợp có thể không đáp ứng được bạn gái vì là dương vật nó hơi ngắn. Nhờ. Thế thì em phải phát triển các cái kỹ năng hay là các cái hành vi quan hệ tình dục khác, ví dụ như bằng ôm, bằng hôn để thỏa mãn bạn gái nhá. Tất nhiên ôm hôn đây thì chị muốn nói rằng là cái vùng nhạy cảm của bạn gái để mà thỏa mãn bạn gái nhá. Bạn đang nghe rõ gì chứ? Tức là theo ý kiến của bác sĩ chúng tôi thì việc quan hệ tình dục thành công nó còn đòi hỏi người con trai có nhiều hành vi khác nữa. Và cái điều này thì tôi hy vọng là bạn sẽ tham khảo thêm sách báo để hiểu hơn. Và bạn đừng tự ti về cái gì mình đang có. Xin chào bạn nhé. Cảm ơn chị Vũ Minh Phượng. Khi các bạn cần có ai đó để chia sẻ những băn khoăn, nỗi niềm trong tình yêu, hôn nhân và gia đình hay những khúc mắc về sức khỏe sinh sản, giới tính, hãy nhấc điện thoại và gọi 1900 6802. Tổng đài tư vấn Ánh Dương sẵn sàng lắng nghe và nhanh chóng giải đáp các vấn đề của bạn. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội được tư vấn bởi các chuyên gia của chương trình Cửa sổ tình yêu suốt các ngày trong tuần. Hãy gọi 1900 6802 để chia sẻ những tâm sự thầm kín bạn nhé. Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900 6802. Chúc các bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ thủ đô Hà Nội. Câu hỏi của em là trước đây thì em có yêu một người, tình yêu của em rất đẹp. Thế cơ à? Nhưng mà em bị tai biến cái cây 48. Tai biến gì vậy bạn? Tai biến mềm máu não ạ. À, thế em liệt từ người ấy, thì bây giờ thì chân em thì cử động được nhưng mà tay thì nó bị liệt. Vâng. Mà cô thấy thì bỏ, coi như lúc em bị thì bỏ đi không nói gì cả, thì chúng coi như là biệt mất tích ấy. Vâng. Và thì em có một người thì trước khi em bị thì cũng rất quan tâm em, nhưng em bảo em có người yêu rồi. Vâng. Thì người ta cũng vẫn quan tâm, xong là khi em bị thế này thì người ta rất quan tâm, thì em biết là cô ta cũng thích em. Vâng. Thì em không muốn là cô ta thích em nữa, tại vì là em bị thế này thì em không muốn ai thương hại em. Tóm lại là em muốn hỏi chương trình nói thế nào để cho người ta hiểu được. Tức là bạn chỉ muốn cái tình cảm của cô ta dành cho mình chỉ dừng lại tình cảm bạn bè và sự quan tâm nó chỉ là ở mức độ tình bạn thôi đúng không? Vâng ạ. Bạn năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 23. Lý do nào mà lại có tai biến mạch máu não? Em thấy gia đình bảo hôm em ở đơn vị đi chơi thì em bị tai nạn xe máy ạ. Bị tai nạn xe máy và ảnh hưởng đến não bộ đúng không? Và bây giờ là bị liệt một tay, đi lại có bình thường hay không? Không bình thường đâu ạ, đi nhúc nhác thôi ạ. À, đi nhúc nhác thôi đúng không? Vâng. Và một tay thì không cử động được. Vâng. Bây giờ thì bạn có làm một công việc gì ổn định hay là... Em vẫn còn trong tại ngũ, em đi lính được 3 năm rồi. À, thế vẫn đang ở trong quân đội à? Vâng ạ. Bây giờ chị Nguyễn Thị Mùi sẽ xem là với những cái người như bạn thì có nên là đón nhận tình yêu hay không nhá. Chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Theo như những gì mà em nói với anh Văn đúng không? Thì chị thấy cái mức độ ảnh hưởng bởi một cái chấn thương như thế nó cũng không phải là lớn đúng không nào? Vâng ạ. Bây giờ em vẫn ở trong quân ngũ, tức là em vẫn là một quân nhân.
Ừ, và vẫn thực hiện được tất cả những cái công việc mà đơn vị giao cho. Không ạ, em chỉ bây giờ đơn vị tạm thời cho em về nhà xem điều trị số gì cần đỡ thì ở viện 108 họ vào tập luyện thôi thì là đã được, còn đâu không có thuốc gì cả. Em có tập luyện tích cực không? Em tập có ạ. À, có tập tích cực cái gì? Chị muốn hỏi là cái tiến triển của em nó có nhanh không? Cái tiến triển, cái phục hồi ấy. Chân thì nó tiến triển lắm, nhưng mà tay nó thì em cũng giơ tay được lên đầu thẳng. Nhưng mà cái bàn tay của nó là nó không điều khiển được các ngón tay. Rồi, thế em có tập cái bàn tay không? Có ạ. Và có thấy nó tiến triển một chút nào không? Ví dụ như hiện tại thì em điều khiển được các ngón tay cấp lại, nhưng mà khi nó điều khiển nó duỗi ra thì không điều khiển được. Tức là nó chưa được chứ không phải là không được nhé. Một trong những vấn đề mà để phục hồi lại sau một cái chấn thương như thế mà em ạ, thì việc tập luyện đúng như các bác sĩ ở 108 nói là việc tập luyện cực kỳ quan trọng. Chị nghĩ là tất cả những cái đấy sẽ giúp cho em phục hồi rất là nhanh nhé. Và đặc biệt là bản thân mình phải chịu khó. Và có một điều nữa là gì? Để giúp cho tất cả những cái tác động từ bên ngoài như thế nó thu được hiệu quả thì cái suy nghĩ của em, cái niềm tin của em về việc mình sẽ phục hồi mà lại là một đóng góp cực kỳ quan trọng. Em hiểu cái đấy rồi ạ. Em hiểu rồi đúng không? Em chỉ hỏi chương trình là cái vấn đề về đấy, nó liên quan đến cái việc là như thế này. Nếu mình tin rằng mình phục hồi đúng không? Thì việc người ta đến với mình sẽ là tình yêu chứ không phải là sự thương ngại nữa. Nhưng mà hiện tại thì em không muốn là đến với mình vì thương hại. Tại vì em biết họ gọi điện hàng ngày và nhắn tin hàng ngày nhưng em không trả lời, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc. Thế họ không bỏ cuộc thì liệu có phải là thương hại không hay là tình yêu? Cái đấy thì lúc này em không cần biết rõ nữa, tại vì em chỉ tập trung và tập luyện cho mình, gọi là em vẫn hy vọng là tay em cử động. Em không ở quân đội, em vẫn đi học. Rồi, đúng như thế. Chị không nói là em hãy phải nhanh chóng ngỏ lời này rồi đón nhận tình yêu này. Nhưng mà em có thể vẫn cứ thiết lập một cái tình bạn theo kiểu như là thân thiết hơn những tình bạn khác nhé. Và biết đâu đến một lúc nào đấy thì tự cái trái tim của em sẽ mách bảo với em rằng đây là tình yêu đích thực. Không có gì cần phải đóng quá kín cái cánh cửa tâm hồn như thế nhé. Và chị chúc em là rất nhanh chóng bình phục. Chúc bạn có sức khỏe thật tốt, chị sẽ có một tình yêu thật đẹp nhé. Cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Em chào anh ạ. Vâng. Ngày trước thì em nợ em thỉnh thoảng là không chỉ nói chân răng vài tháng, 7-8 tháng gần đây thì cứ đến chu kỳ kinh nguyệt thì nợ em lại sưng lên ạ. Em có đi khám bác sĩ thì bác sĩ bảo là do nội tiết và do kinh nguyệt ạ. Em muốn hỏi bác sĩ là bệnh nội tiết thì thường là những bệnh gì mà cái chuyện đấy thì có ảnh hưởng gì đến sinh sản ạ? Cứ sắp đến chu kỳ kinh nguyệt thì lại chảy máu chân răng à? Vâng, nó sưng lên ạ. Nó lại sưng lên. Vâng, chảy máu. Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy hiện tượng này. Và bây giờ bạn đã đi khám rồi, bác sĩ bảo là nó ảnh hưởng cái vấn đề nội tiết của bạn, đâm ra là gây hiện tượng như thế. Vâng, cả kinh nguyệt ạ. Bạn đi khám ở đâu vậy? Em khám ở bệnh viện Thụy Điển Uông Bí. Thế à, kinh nguyệt của bạn thì có đều không? Kinh nguyệt của em không được đều lắm, tháng nào cũng có nhưng mà nó toàn lên xuống thất thường ạ. Thế à, năm nay bạn 21 tuổi đúng không? Vâng. Chị Vũ Minh Phượng, bác sĩ của chương trình sẽ giúp bạn nhé. Chị chào em. Em chào chị ạ. Vậy thì câu chuyện của em là quan tâm đến kinh nguyệt không đều hay là quan tâm đến cái lợi bị sưng lên mà nó liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt? Vâng, đấy ạ. Cái lợi nó liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt ạ. Thế và em đã đi khám rồi, đúng không? Và bác sĩ khẳng định như vậy. Vâng, đấy là em khám răng thì bác sĩ bảo thế ạ. Bác sĩ đi khám răng thì bác sĩ răng bảo thế, đúng không? Chứ không phải là cái lợi mà nó sưng lên là do viêm nhiễm hay cái gì cả. Đúng không nào? Vậy thì có thể là như thế này. Khi mà bác sĩ nói rằng là nó liên quan đến cái nội tiết thì em nên đi khám nội tiết xem nhá. Bởi vì có thể nó liên quan đến nội tiết và cái khi mà đến cái chu kỳ kinh nguyệt ấy, tức là cái nội tiết tố của nó là cái sự dao động của nội tiết tố nữ mà. Thế thì nó có thể thay đổi, và cái thay đổi đấy vào cái thời gian đấy nó sẽ gây cho mình các cái mạch máu ấy nó có thể tăng cường hoạt động lên. Và nhưng mà đa số mọi người thì không thấy nó thể hiện ở cái lợi nhiều, nhưng mà riêng của em thì nó lại thể hiện ở lợi rất là nhiều, rất là rõ rệt như vậy, đúng không? Và cái việc đấy thì chỉ có cái cách là phải đi khám về nội tiết để xem là cái hoạt động của hệ thống nội tiết ở cơ thể mình nó như thế nào để mà sớm điều chỉnh nhá. Vì đã có cái lời chỉ dẫn đấy rồi thì mình phải đi theo cái hướng đó. Và đấy, khi bác sĩ nha và khẳng định là không phải viêm và không phải thuộc về lĩnh vực nha rồi mà thuộc lĩnh vực nội tiết thì mình nên đi khám tiếp nội tiết để sớm điều chỉnh, không những cho cái chuyện mà không bị viêm lợi mà còn cho cái chuyện kinh nguyệt và sức khỏe sinh sản của mình sau này nữa anh nhé. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Chúc bạn có một sức khỏe thật tốt nha. Cảm ơn bác sĩ. Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900 6802 với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiệt tình, nhiều kinh nghiệm
Đặc biệt, chúng tôi còn cộng tác cùng các chuyên gia tư vấn của chương trình Cửa sổ tình yêu để giải đáp mọi thắc mắc của bạn về cuộc sống, tình yêu, hôn nhân gia đình, sức khỏe sinh sản và giới tính. Hãy gọi điện đến 1900 6802. Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ tư vấn kịp thời những vấn đề mà bạn đang quan tâm suốt 7 ngày trong tuần. 1900 6802, số điện thoại khẩn cấp mà bạn không thể quên. Hãy chia sẻ vấn đề của bạn cùng chúng tôi, bạn nhé. 1900 6802, yêu thương là chia sẻ. Chúng ta cùng kết thúc chương trình Cửa sổ tình yêu hôm nay bằng cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Nam Định. Anh xin chào anh ạ. Em vâng. Ở Nam Định ạ. Vâng. Em muốn hỏi Cửa sổ tình yêu là em có một người bạn gái xem quen với nhau đã lâu rồi mà bây giờ thì em đã có quan hệ với nhau và tôi đã mang thai. Vâng. Em thì cũng đã có gia đình rồi mà bây giờ tôi mang thai, cô ấy muốn đòi bố mẹ em đến nhà tôi để làm lễ ăn hỏi cho cô ấy ta. Thế à? Mà bây giờ em rất thương cô ấy mà em không biết là xử lý thế nào với gia đình của em cũng như là đối với cô ấy. Bạn đã có vợ và đã có con chưa? Em có vợ có con rồi. Thế đã có bỏ vợ hay là vẫn đang chung sống với vợ? Em vẫn đang chung sống với vợ. Thế mà lại đi quan hệ một cô gái khác và cô ta hiện tại đang có chửa đúng không? Vâng. Chị Nguyễn Thị Mùi, chuyên gia tâm học của chương trình sẽ tâm sự với bạn về điều này. Ừ, chị chào em. Em là chị. Hiện nay chị muốn hỏi một chút là cái thai ở trong bụng cô đấy được mấy tháng rồi em? Dạ được khoảng 3 tháng rồi. À, cái thai 3 tháng rồi. Vâng. Khi mà các em yêu nhau thì cô bạn này có biết là em đã có vợ chưa? Cô ấy biết rồi ạ. À, cô biết rồi. Nhưng mà cô ấy vẫn yêu em. Ờ, cô vẫn yêu. Vâng. Hai người xác định là cái tình yêu ấy nó sẽ tiến triển như thế nào? Chúng em yêu nhau thì thực sự chúng em cũng không nghĩ đến cái chuyện đấy. Nhưng mà vì quá yêu nhau nên là đã xảy ra như vậy. Thực sự bây giờ em rất là khó xử. Ừ. Vâng. Em nói là em cũng đã nghĩ đến, đúng không? Tôi sẵn sàng hy sinh tất cả để có được em. Mặc dù em đã có gia đình và tôi bỏ gia đình của em để đến với tôi ấy. Ừ. Nhưng mà thế này, chị muốn hỏi về phía em cơ. Tức là khi mà em thấy cô nói là cô rất muốn có được em và muốn em từ bỏ gia đình thì khi đó em nghĩ thế nào? Em thấy rất là khó xử. Rất là khó xử, bởi vì em thấy rằng là thực tế em không thể làm được điều này, đúng không? Vâng. Thế nhưng mà lúc bấy giờ có lẽ là do những cái chuyện là vì mình gần gũi nhau này vân vân thì những cái rung động, những cái tình cảm nó cứ đẩy lên, đúng không? Và khiến cho cả hai em đã không kiềm chế được bản thân. Thế thì đến bây giờ là lúc mà em phải suy nghĩ một cách rất là tích cực đấy. Bởi vì là cái thai, chị hỏi cái tuổi thai là bởi vì tuổi thai nó liên quan rất nhiều đến việc mà mình quyết định là sẽ giữ hay là không giữ, đúng không nào? Thế mà nó đã 3 tháng rồi. Vậy thì nếu nói về mặt pháp luật thì ban nãy anh Văn cũng đã nói rồi. Em hiện nay đương làm người có vợ, vì thế thì em không thể lấy cô ấy được đâu nhá. Thế và về phía gia đình nhà em thì thật sự là bây giờ gia đình nhà em đang chơi cái gì? Đó. Gia đình nhà em về mặt quan hệ với gia đình bên vợ em chẳng hạn thì gia đình em đã đến để nói để xin cưới cho con trai mình một người con dâu rồi, đúng không? Dạ. Và vợ em ở nhà với gia đình thì như cách vừa rồi em nói chuyện thì chị hiểu rằng nó cũng không có vấn đề gì, đúng không nào? Dạ. Và ông bà chắc chắn là cũng vẫn rất là thương yêu cái đứa con dâu của mình. Vì vậy nên bảo bây giờ mà lại đi cưới tiếp cho con trai mình một người vợ nữa thì chị nghĩ chắc là điều đấy cũng không thể không thể thực hiện được. Tất cả những cái điều đấy chị nghĩ là em phải nói với cô người yêu hiện nay của em nhá. Em cũng đã nói với cô nhiều rồi. Nhưng mà thật sự là bọn em rất là khó xử. Vì một bên em là đã có gia đình rồi, còn một bên là cô ấy thì rất yêu em mà cô ấy. Em ơi, việc mà một người nào đó rất yêu mình và thậm chí là mình cũng có tình cảm với người ta là một cái việc mà thuộc lĩnh vực tình cảm. Tuy nhiên thì trong hôn nhân người ta lại nói rất nhiều đến lĩnh vực về mặt pháp lý và lĩnh vực về mặt đạo đức. Tại vì là mình có tình cảm với một người phụ nữ, cái người đó đã là người yêu rồi là người vợ của mình và đã sinh ra cho mình một đứa con và cùng với mình xây dựng gia đình. Em hãy cân nhắc để xem là cái tình cảm ấy của em hiện nay nó có hay không và nó đã được em quan tâm đến như ở một cái mức độ nào nhé. Em phải có một cái giải quyết dứt khoát và tất nhiên trong trường hợp này em cũng phải nói với cô gái đó là phải cùng với em để giải quyết, chứ không phải chỉ có một cách đơn giản là em bằng mọi cách để em có anh, bằng mọi cách để có được em, cũng có nghĩa là đẩy một người đàn bà khác đương có chồng trở thành không có chồng, đúng không? Vâng. Đó, em hãy cùng với cô phân tích khía cạnh này để xem là vậy thì khi mà em có được anh thì vợ anh sẽ ra sao đây? Em có bao giờ nghĩ cho vợ anh không? Vâng, cái này cũng đã có lần em nói với cô ấy rồi. Nhưng mà thật sự là cô ấy quyết định giữ lấy. Mà em cũng phân tích cho cô ấy rất nhiều là bây giờ nếu mà giữ lấy thì sau này anh như thế nào. Anh không thể từ bỏ gia đình anh được để anh cưới em. Em được tưởng thương rõ, nhưng mà cô ấy nhất định vẫn giữ lấy. À, cái đấy thì lại thuộc về phạm vi của cô đấy em ạ. Bởi vì sao? Bởi vì là
đây là mối quan hệ hết sức tự nguyện giữa hai em, quan hệ tình dục mà. Cho nên là việc một người phụ nữ quan hệ và có con, có thai, người ta có thể giữ hoặc là không giữ, đấy lại là quyền của người ta em ạ. Nhưng mà cái quyền ấy của người ta thì nó sẽ không đồng nhất với cái việc là bắt buộc em phải cưới cô ta. Hai việc đấy là rất khác nhau, em hình dung không nào? Bởi vì em đương là người đàn ông có vợ, cô ta có quyền được giữ và nuôi đứa con đấy. Bởi vì cũng có nhiều người phụ nữ người ta không có gia đình và người ta được phép là có thai và sinh con mà. Bây giờ mọi người cũng công nhận cái chuyện có con ngoài giá thú. Thì đấy là lựa chọn của cô đấy và cô ấy phải chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Em hình dung không? Em cũng rất là thương cô ấy. Đúng, mà... em rất thương bởi vì sao? Bởi vì em cũng đã không biết dừng lại đúng lúc cần dừng. Và bây giờ mọi việc nó đã tiến xa rồi. Thế thì trong trường hợp này sẽ là việc mà cô đấy quyết định. Và bản thân em thì em cũng phải quyết định để xem là mình nghiêng về bên nào. Nếu em nghiêng về cái gia đình cũ thì em phải gìn giữ cái gia đình cũ của mình chứ nhá. Phải không hy nào? Vọng bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn của mình lúc này nhé. Xin cảm ơn chị Nguyễn Thị Mùi. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại gọi đến từ Hà Tĩnh. Anh có thể cho em gặp bác sĩ được không ạ? Bác sĩ Vũ Minh Phượng sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Dạ vâng ạ. Dạ, chị chào em. Vâng, em chào chị ạ. Dạ vâng, chị ơi. Em có kinh nguyệt từ 53 tuổi ạ. Vâng. Và một năm đầu ấy thì nó vẫn là đều. Nhưng mà mấy năm sau thì chu kỳ nó rất là lộn xộn ạ. Và có những năm thì đến 6 tháng mới có một lần, có khi thì 8 tháng nó mới có một lần mà trong đó thì chu kỳ nó kéo rất dài ạ. Có những lần thì nó kéo dài đến 18 ngày ạ. Tức là những ngày có kinh ấy hả, nó kéo rất dài ấy hả? Dạ vâng ạ. Thế thì cái tình trạng như thế thì em đã làm gì rồi? Dạ vâng, đó là em có đi khám ở bệnh viện đa khoa ấy. Và họ đến cái siêu âm thì họ mới bảo là cổ cũng dày thì phải. Và họ bảo là ở đấy là hiện tượng sóng kính, và thì ở lứa tuổi này thì còn rất là bình thường ạ. Nhưng mà em thấy lâu không có, em cảm thấy rất là lo. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi cơ? Dạ vâng, em năm nay 18 tuổi. 18 tuổi, ừ. Cái hiện tượng rong kinh mà số ngày nó là 18 ngày trong một cái chu kỳ kinh nguyệt, nó gần như là 4 tháng đến 6 tháng thì cũng không phải là cái gì để mà lo lắng đến sức khỏe, đến cơ thể nhiều. Thế nhưng mà rõ ràng rằng là số ngày kinh nguyệt ra nhiều này, chu kỳ kinh nguyệt nó chưa đều này. Thế và em lại có kinh từ 13 tuổi, tức là 5 năm rồi, đúng không? Thế thì thông thường, đúng là ở trong những khi mà mới thấy kinh ấy, thì vòng kinh nó có thể chưa đều đặn và nó vẫn còn lung tung. Nhưng mà 5 năm rồi thì nó cũng phải dần dần đi vào ổn định rồi. Chu kỳ nó có thể dài nhưng mà nó cũng dài độ 2 tháng, 3 tháng là cùng và nó đều đặn. Thế nhưng mà của em cho đến bây giờ, đến sau 5 năm có kinh thì nó vẫn còn khá là trục trặc. Thì theo chị, em có thể đến bệnh viện Hà Tĩnh nha, em đến chuyên khoa sản ấy, hoặc là đến chuyên khoa nội tiết ấy, thì để mình xin khám. Nhất là có thể là khám xét nghiệm về nội tiết của mình xem là nó như thế nào. Và dựa trên đó thì bác sĩ có thể cho các cái thuốc hoặc là cho thuốc nội tiết để bổ sung vào, để mà điều hòa kinh nguyệt của mình lại đi nhá. Dạ vâng. Bạn đã nghe rõ rồi chứ? Dạ vâng. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn bác sĩ. Nhất Nam Dương tăng cường sinh lý nam giới, hỗ trợ tinh trùng yếu loãng, bổ thận, sinh tinh. Để nghe tư vấn về sản phẩm, các bạn vui lòng liên hệ số điện thoại 032-729-8118 hoặc 034-276-8118. Xin nhắc lại 032-729-8118 hoặc 034-276-8118.